Quân xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh sử dụng của Quân nha. Thì hôm nay sau một thời gian dài thì bên Quân vừa về lại cái lô măng xoa gỗ giá trị rất là đẹp luôn nha. Đây thì là lúc thì bữa nay cái lô măng xoa này là nó là toàn lòi luôn. Thì cái gỗ giá trị anh em biết rồi, thì cái này thì đã anh em nào đã dùng quá thì rất là thích luôn. Cái này thì dùng nó không cong vênh, không bị mo. Anh em xóa tường nó, đặc biệt anh em xóa tường nó rất là êm và không bị sơ tường và cũng như không bị sơ bề mặt này nhá. Gỗ đợt này về thì nó hầu như là toàn lõi luôn nha anh em, toàn lõi, gỗ rất là chắc và già nữa. Thì bên mình rất là ít, lâu lâu mới gặp được một lỗ lõi thế này nhá. Còn những lỗ trước thì nó bị dính giác như thế này, dính bia thế này nhá. Khi anh em mua băng cha thế này thì bên mình sẽ gửi một cái cảng băng cha thế này. Đó. Anh em về tự dán. Còn nếu anh em nào không có thời gian dán thì bên mình sẽ dán sẵn thế này cho anh em luôn. Dán sẵn một cái băng cha như thế này cho anh em luôn nha. Đây hôm nay mình về được 200 cái nha. Bao này là 100, bao này 100 nữa là 200. Nói chung là sườn người ta bon dữ lắm mới được 200 chiếc thế này nha. Mình đặt rất là lâu luôn. Đặt rất là lâu mới có được cái này nhá. Thì anh em nào đặt hàng á, thì anh em mua đúng cái anh em thấy cái anh em cần mua băng cha, anh em mua cái đợt này á là băng cha rất là đẹp nhá. Anh em nhìn là toàn lõi luôn nhá. Toàn lõi và lại không bị mắc. Thì nhiều anh em cần mắc thì anh em bên mình có thể lừa mắc cho anh em. Ở đây có số ít, rất là số ít mắc nhá. Thì khi cha tương thì có như anh em thường người ta thích có cái mắt như thế này, và nhiều anh em thường người ta thích không có cái mắt, không có mắt như thế này. Đây đấy nha. Thì bây giờ mình sẽ đo kích thước băng cha này cho anh em xem nhá, để anh em có thể hiểu rõ hơn cái kích thước của băng cha này. Cái này thì nó sẽ rộng là 14 phân, phân đầu nó rộng 14 phân nhá. Phần đít là 16 phân. Phần đầu 14 và phần đuôi là 16 nha. Dài thì sẽ là 26 phân. Cái bên ngang này này, bên ngang này thì nó rơi khoảng tầm 1.8 đến 2 phân nha. Có cái thì 2 phân, có cái phân 8. Đó. Thì như anh em vẫn chưa biết đến cái gỗ này, thì cái gỗ này thì được gọi là cái gỗ cây giá trị, nó mọc ở bìa rừng nhá, nó mọc ở bìa rừng. Và đặc biệt cái gỗ này nó rất là chắc, khi mà anh em xóa tường thì nó sẽ không bị sơ. Như kiểu gỗ mít thì anh em xóa tường nó rất là cháy hô, nhưng mà thời gian dài anh em xóa nó bị sơ. Sơ gỗ cũng như là nó cái tường nó bị sơ theo á. Còn băng xoa lim thì anh em tra tường thì nó sẽ băng xoa lim rất là chắc, anh em tra không bị sơ. Nhưng mà đặc biệt cái tường khi anh em xoa bằng băng xoa lim mà nó sẽ không cháy điêu hô và nó bị gờn khi mà trời nắng nó rọi vào, nó bị gờn nhá. Anh tra được này, nó hầu như cái nào nó cũng lòi hết nhá, hầu như cái nào nó cũng lòi luôn. Đó. Rất là đẹp. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng với sản phẩm băng xóa tường gỗ giá trị này thì liên hệ với mình nhé. Bên mình bán một giá một kiệt là 80.000, hai chiếc là miễn phí ship nha anh em. Nếu anh em mua hai chiếc 160.000 là miễn phí ship. Thì bên mình có đầy đủ tất cả các dụng cụ chuyên dùng ốp lá gạch luôn anh em. Đây là bay răng cưa này. Bay này là bay thép trắng bạc nhỏ nha anh em. Bay vỏ khô rất là nhẹ, rất là êm luôn. Được làm từ thép lưỡi cưa CD. Cái bẫy mà răng cưa mà khổ bạn nhỏ và răng thưa này anh em, vuốt khô nó rất là nhẹ luôn. Và đặc biệt bạn nhỏ thì anh em dễ thao tác nữa nhá. Dễ thao tác, vuốt bẫy nó rất là nhẹ và dễ thao tác. Còn những cái bẫy mà răng dây á, ở trên thị trường nó rất là nhiều. Răng khoảng tầm 1 phân thì với 1 phân rưỡi trên thị trường rất là nhiều và rất là rẻ nữa. Nhưng riêng cái bẫy mà bạn nhỏ mà răng thưa này là rất là ít nhá. Ít nơi bán anh em. Thì bên mình có đầy đủ tất cả nhé, dụng cụ ốp lá gạch bên mình có hết nhé, mảng kéo răng cưa, bay răng cưa mình có hết nhé.
Anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ mình qua Zalo hoặc số điện thoại 0376743313 giúp mình nha. Mình xin cảm ơn.